Viện Tiên xin chào quý bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Viện Tiên nha. Ồ, bữa nay chị Nguyên Hồng lên. Xin chào chị Phương Hồng nha. Chị Phương Hồng. Em chào chị nha. Bữa nay chị mặc cái áo dài màu xanh nhìn xinh quá. Cô chú anh chị. Ủa, chị gì? Chị Phương Hồng. Ủa sao giống chị? Chị nghệ sĩ Phương Hồng. Dạ. Anh Hồng anh cũng có đi. À đúng rồi, anh Hồng hát cùng với anh Hồng. Đội nón em có nón hay không? Đi qua đây nè. Bao nhiêu mấy cô cũng có lên rồi đó, em thấy quen. Không ai bằng thanh tân tâm Phương Hồng Thị. Không ai bằng đi vô công ty kêu hỏi bà kêu hỏi em chừng nào bà đi mở vô lên nếu con đi quả gì vậy quá trời luôn chứ mà đâu có bằng mấy chú giúp ba đừng lên chỗ này bỏ nha. Dạ sao hả con? Bởi vì nãy giờ cái này con này không có được coi cái lộn cái xuống dưới sao cái này ở trên miền Tây mới có sao mình ở chơi đấy cái tuyến này có nói gì con đắng đúng rồi đúng rồi cây xương cầm cây xương cầm này cũng trị bệnh còn cái này á mấy chú nấu canh cái lóc á hai một bọt cháo cháo gói dạ đặc sản của miền Tây dạ ôi. Ủa vậy là đây là toàn là thuốc nam không á? Chậu nào của cậu là có đặc sản miền Tây đúng không? Trời ơi. Vậy mà mình không biết mình nhỏ ha. Có vậy. Chú này là chú làm gì? Đúng không? Có thấy cô hỏi nhỏ. Đúng rồi, bữa cô nhỏ quá. Cho nên mình đừng có nên nhỏ đúng không cô? Hả? Mình đừng nên nhỏ đúng không cô? Cháo cá lóc quá trời ngon. Cháo cá lóc, cháo tép, tôm mình rồi đó. Dạ. Cái rau này vậy mà cái rau này á cô rau đắng này biết cái này xương rồng cái này chị với mình của đồng bà cái này là cây xương rồng hả giống cây ô diệu chứ cô không phải ô diệu đâu cây xương rồng có bông lá nó nhỏ hơn nó phải ô diệu là khác nữa ô diệu lá nó lớn hơn còn cái này cây xương rồng cái này cái gì cây này là rau đắng đắt rau đắng đắt mình ăn đâu đó trời ơi nấu canh cá lóc với tép đồ đó quá chuẩn bị con năm biết trồng biết lắm á dạ con năm biết trồng cây như là cây cỏ ba lá đúng không cô cái này cho mẹ đất ta diêm hồng đau hồng đồ á mẹ đất cái này dưới quê đất của nông nó mọc biết còn cái này ở dưới miền Tây mới có ủa mấy cô là từ đâu lên mấy cô Dàn. Dạ Tiên Giang ở miền Tây mà lên đây làm ở lên Bình Dương làm dạ nhưng mấy cô có lên đây được phải không cô mới lên đầu tiên dạ. Nên con thấy cái cô này nè là quen mà cô thì nói chia chuyện với cô này tưởng đâu lên chung dạ lên đầu mới lên đầu tiên mà có gian xe bả không ra cái chạy xe chạy xe dạ bả bữa nay bả bụng đi đi sớm sớm 7 giờ là đi vậy
Chặt thành này có chú anh chị ơi. Đi chi sao mà làm bết vài phút thôi. Chủ nhật thì rất là đông. Dạ, có khán giả kiếm mà làm bết. Đó thì chị hôm nay là có chị Thu Hồng lên đây cô chú anh chị. Thường thì chủ nhật là cũng có mấy chị rồi lên đây để hỗ trợ mấy anh em bây giờ. Chủ nhật là đông khán giả cô chú anh chị. Trời thì đen rất là nắng luôn. Dạ có, mà cô hay coi kênh nào cô? À, cô hay coi kênh nào? Không biết kênh nào làm bếp là có. Dạ, tại kênh nào quay cô á thì có. Dạ. Rồi ở nhà tối ngày bắt cái đó không à, cỡ này là bắt lo vụ thưa kiện à. Cô dạy cô bắt 15 mét Bình Dương á là có cô. Dạ. Dạ. Với lại nãy giờ mấy anh á mà ai quay cô á thì cô hỏi kênh á về cô coi thì có. Dạ. Đó cô chú anh chị thì chị Phương Hồng đây cúp nhang. Cô chú anh chị đang xem kênh có ngày tốt lành đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video tiếp theo.